Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn tiện thể lau chùi thì test thôi, chứ sự phối ghép giữa đờ non PMA 300V với đôi Boss 501 CD4 này thì hơi đuối. Con bi này hơi đuối so với đôi loa này. Nên tiếng trầm của nó ra không được thẳng thắn và gọn gàng cho lắm. Nó có hơi có đuôi vì là công suất nó hơi yếu. Đây, đây là phần ruột gan của con âm đi trước này. Chạy 4 sò SK. Mã số CD là 1309. Công suất của nó này là 107W. Đánh những dòng bát 25 với điều kiện là không phải là bâu. Bởi vì bâu của nó trở kháng là 6 ohm và nó là một thuộc những dòng khác. Còn đây là hình thức ruột gan của cặp loa bâu 501 CD4. Trùng series, trùng số thùng. Căng đây. Phải chịu khó đầu tư tháo hẳn toàn bộ những cái đinh này ra mới ra được một con. Bát ở nó đây. Được sản xuất năm 1986 này. 23 tháng 12 năm 1986. Đây là tép của nó. Cặp loa này có giá là 21 triệu. Còn chiếc âm ly này có giá là 2,6 triệu. Mời anh em thưởng thức một chút. Đây là phần đế. Loa rất đẹp luôn. Mọi thông tin anh em liên hệ đến địa chỉ 468 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, Phạm Thức Audio, số điện thoại 0972 192 087. Dòng này mai đóng vào rất khó cậy nên anh em hạn chế cậy nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem ủng hộ kênh.